Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hưng Yên đã không còn trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nào phải cách ly tại các cơ sở y tế. Quảng Ninh đã có thể tự xét nghiệm được các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nhờ trang bị thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử tự động. Cần lên án hành vì xa lánh người dân Vĩnh Phúc vì dịch COVID-19. Tình trạng cam sụn nhiều gây thiệt hại lớn về kinh tế cho bà con nông dân tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay tỉnh Hưng Yên không còn trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nào phải cách ly tại các cơ sở y tế. Hiện tại Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tích lũy tổng số ca nghi ngờ cách ly là 21 trường hợp. Cho đến ngày 18 tháng 2, những trường hợp cuối cùng đã kết thúc cách ly và trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường tại gia đình. Cùng ngày cũng có 168 trường hợp kết thúc giám sát tại cộng đồng. Như vậy, tại Hưng Yên còn 189 trường hợp đang được theo dõi giám sát tại cộng đồng và không còn trường hợp nào cách ly tại các cơ sở y tế. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ trong công tác phòng dịch. Một trong số đó là thiết bị xét nghiệm sinh học phân tử tự động. Giờ đây, Quảng Ninh đã có thể tự xét nghiệm được các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Nhờ được trang bị máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động công nghệ của Đức, tính đến ngày 17 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã xét nghiệm được gần 200 mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm dịch bệnh COVID-19. Rất may là các mẫu xét nghiệm trên đều âm tính với COVID-19. Thiết bị với công nghệ hiện đại đã giúp rút ngắn thời gian xét nghiệm và đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên xét nghiệm. Thì cái thao tác cũng như là cái quy trình xét nghiệm rút ngắn rất nhiều, nó giảm cái nguy cơ lây nhiễm cho cán bộ xét nghiệm cũng như là tăng cái năng suất thực hiện mẫu trong một ngày của khoa xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chuyển giao quy trình kỹ thuật xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, cung cấp khoảng 600 mồi thử và bộ kit là mồi thử đối với COVID-19. Thì để chúng ta cũng biết rằng là khi mà cái lượng người mà nhập cảnh qua cửa khẩu ngày một đông như vậy, thì chúng ta có được kết quả ngay thì chúng ta có thể sớm loại trừ được các ca bệnh trong cái công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là chúng ta cách ly họ một cách nó đảm bảo đúng một cái nguyên tắc để tránh lây lan ra cộng đồng và giảm thiểu được rất nhiều các cái công sức từ cho các lực lượng, từ chính quyền, công an, rồi bộ đội, rồi y tế, chúng ta làm những việc đó. Tỉnh Quảng Ninh hiện chưa phát hiện ca dương tính nào với COVID-19. Tổng số ca giám sát được sàng lọc để làm xét nghiệm COVID-19 đến thời điểm là 155 ca, tất cả đều là âm tính và hiện không có ca nào chờ kết quả. Toàn tỉnh hiện có 331 trường hợp phải cách ly, số người đã qua thời cách ly là 572 người. Quảng Ninh hiện vẫn đang giám sát chặt chẽ các nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Người dân cũng có thể đến thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Hà Nội. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội gần đây. Đến 15 giờ ngày 17 tháng 2, Hà Nội thực hiện giám sát tại bệnh viện với 68 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trong đó 66 trường hợp đã xét nghiệm âm tính, chỉ còn 2 trường hợp chưa có kết quả đang được cách ly theo dõi chặt chẽ. Hà Nội cũng đã chính thức được Bộ Y tế đồng ý thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì CDC cũng sẽ trực tiếp làm những trường hợp mà Hà Nội nghi ngờ. Và mỗi một ngày thì có thể làm khoảng độ 40 đến 50 trường hợp. Thế và trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ từ khi lấy mẫu đến lúc trả lời kết quả, khoảng độ 24 tiếng là có thể trả lời. Còn những trường hợp nào mà là dương tính thì cái này lại phải để chúng tôi phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để khẳng định. Để đảm bảo an toàn trong cấp cứu và chăm sóc cho các bệnh nhân, khắc phục tình trạng khan hiếm máu, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch viêm phổi cấp diễn biến phức tạp, Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lực lượng tình nguyện viên đến từ ngành y tế của địa phương tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình hiến máu được tổ chức trong nhiều ngày, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cùng các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho người đến hiến máu. Chương trình đã thu được hơn 700 đơn vị máu nhưng cũng chỉ đủ dùng cho vài ngày. Chương trình cũng kỳ vọng sẽ góp phần kêu gọi người dân tham gia hiến máu cứu người trong tình hình khan hiếm máu hiện nay. Thay vì đồng cảm chia sẻ chung tay vì người dân Vĩnh Phúc đẩy lùi dịch bệnh thì cũng có không ít người với những suy nghĩ thái quá, suy diễn vì dịch bệnh, thậm chí còn có thái độ xa lánh đối với người dân tỉnh Vĩnh Phúc.
hành vi xa lánh, kỳ thị cần được phê phán khi tất cả chúng ta đang chung sức và hiểu rõ về dịch bệnh COVID-19, không suy diễn theo thông tin tràn lan trên mạng. Là một tài xế của hãng taxi Thiên Đức ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Do tính chất công việc, anh Dương Văn Đạm thường xuyên phải đón trả khách đến những địa phương lân cận tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù hãng taxi đã trang bị đầy đủ nước rửa tay khô và khẩu trang cho tài xế để đáp ứng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nhưng thời điểm này dường như vẫn có một rào cản vô hình đối với người dân Vĩnh Phúc. Mình cũng có ra mấy tỉnh lân cận ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng mà có khách hàng thì người ta cũng hỏi thăm về vấn đề, tức là tâm dịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Có khách hàng thì người ta sẽ hỏi là mình ở tâm điểm là ở chỗ nào. Ví dụ như mà tỉnh Vĩnh Phúc là biển 88 của mình thì có những người ta cũng có thể là người ta hỏi để người ta phòng tránh. Đấy, có những người thì có thể người ta cũng hơi băn khoăn một chút. Không khí kỳ thị người Vĩnh Phúc còn lan khắp các trang mạng xã hội. Thay vì đồng cảm, chia sẻ, chung tay của người dân Vĩnh Phúc đẩy lùi dịch bệnh, thì đã không ít người với những suy nghĩ thái quá, vội vàng suy diễn về dịch bệnh. Khi đọc được những dòng trạng thái đấy, một phần trong bản thân em cũng như những người dân Vĩnh Phúc khác, em thấy rất buồn và tủi thân ạ. Nhưng mà không vì thế mà em có thể là nhụt chí, và em vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tuyên truyền cho mọi người về cách phòng bệnh, trước hết là với gia đình em và bản thân em. Hiện nay, Vĩnh Phúc đang được coi là tâm dịch của cả nước bởi số người nhiễm COVID-19 tính đến thời điểm này là 11 trường hợp. Hãy bình tĩnh, cẩn trọng trước khi phán xét và có thái độ kỳ thị người khác, đặc biệt là người dân Vĩnh Phúc. Bởi Vĩnh Phúc đang làm tất cả có thể để phòng chống dịch, không để dịch lây lan. Tháng Giêng là tháng của mùa lễ hội, người dân tới đền chùa cầu bình an cho một năm mới suôn sẻ. Năm nay khi đại dịch COVID-19 bùng phát thì lượng người đi lễ đã giảm. Tuy nhiên, nhiều người đến các điểm đi lễ đầu năm vẫn còn chủ quan khi chưa đeo khẩu trang, thậm chí đưa theo cả con nhỏ đi lễ. Không khó để gặp những em nhỏ đi chơi cùng bố mẹ, ông bà tại khu di tích đền Trần Nam Định. Trong khi ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nơi đông người, thì các em lại được cho đi chơi vô tư như thế này. Dù khá vắng, nhưng không lúc nào không có khách. Tuy nhiên, phải đến trên nửa số khách đến đây không đeo khẩu trang. Hơn thế, nhiều người còn chủ quan khi nghĩ rằng dịch bệnh còn đang ở rất xa. Lúc nào cũng có người đi lễ đầu năm, nhiều người không đeo khẩu trang phòng chống dịch. Thậm chí vô tư chụp ảnh cho con nhỏ. Dường như lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch bệnh chưa đến được với nhiều người. Có dư luận cho rằng giáo viên nhàn rỗi mà vẫn được hưởng lương trong thời gian học sinh được nghỉ học, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực tế có phải như vậy không? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Không còn phải làm bạn với giáo án, sách vở, những ngày này, các giáo viên trường mầm non Liên Nghĩa, huyện Văn Giang vẫn thay ca đến trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp, tự làm đồ chơi, thiết bị học tập, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện đón học sinh quay trở lại. Có rất nhiều đồng chí có con nhỏ phải nhờ cha mẹ để quản lý giúp các cô đến trường để hoạt động các cái mảng về chuyên môn cũng như các cái mảng tổng dọn vệ sinh trường lớp để đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn. Trong suốt thời gian học sinh được nghỉ học, các giáo viên của trường tiểu học, trung học cơ sở Phụng Công vẫn đến trường như bình thường. Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 mới, đóng góp ý kiến để nhà trường triển khai công tác thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa mới, các giáo viên phải duy trì biên soạn giáo án, thiết kế bài tập cho học sinh. Chúng tôi đã thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của các em, giao bài tập về nhà cho các em không bị lãng quên kiến thức. Các hình thức học tập trực tuyến như livestream chữa bài tập, giao bài qua email, Zalo, Messenger, Skype được cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu duy trì thực hiện. Tuy nhiên, số lượng học sinh tham gia hình thức này không nhiều do không phải học sinh nào cũng có máy tính, điện thoại kết nối internet. Chưa kể, phần lớn các trang mạng, ứng dụng học trực tuyến hiện nay mới đáp ứng nhu cầu ôn tập mà chưa hỗ trợ dạy và học kiến thức mới. Do đó, cô Hà luôn phải trăn trở, đưa ra biện pháp khắc phục, tìm các ứng dụng mới tiện ích hơn.
các em vẫn có thể đảm bảo kiến thức để sắp tới còn tham gia các kỳ thi, đặc biệt là học sinh lớp 12. Thế cho nên là cái việc bài vở của chúng tôi không thể dừng được. Chúng tôi phải chấm trả bài ở trên mạng nữa. Thế rồi sửa sang và từng cho từng học sinh một. Thậm chí là chúng tôi còn lại phải quay lại video chữa nữa. Trong thời gian học sinh được nghỉ học, để đảm bảo sức khỏe, giáo viên vẫn phải làm việc. Không chỉ vậy, khi học sinh trở lại học tập, các thầy cô giáo lại tất bật với việc dạy bù, đảm bảo chương trình. Khối lượng công việc của giáo viên trong một năm học không những không giảm đi mà còn tăng thêm. Trò được nghỉ nhưng thầy cô vẫn vất vả. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, tuyến cao tốc Bắc Giang Chi Lăng Lạng Sơn sẽ tiến hành thu phí sau hơn một tháng chạy thử nghiệm miễn phí. Bên cạnh đó, tuyến đường quốc lộ 1A chạy song song với đường cao tốc riêng được tăng giá gần gấp đôi, mức giá được cho rằng là quá cao. Tuyến cao tốc này sẽ áp dụng hình thức thu phí kín, chủ phương tiện trả tiền theo quãng đường sử dụng. Mức thu phí được áp dụng cho từng loại xe. Cụ thể, xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng, thu mức 2.100 đồng 1 km. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 3.000 đồng 1 km. Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 3.700 đồng 1 km. Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet là 6.000 đồng 1 km và xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet sẽ được thu với mức 8.100 đồng 1 km. Dự án BOT Bắc Giang Chi Lăng Lạng Sơn dài gần 170 km, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Trong đó hợp phần tăng cường mặt đường quốc lộ 1, đoạn km 1+800 đến km 106+500 dài 105 km đã hoàn thành, thu phí từ tháng 6 năm 2018. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 sẽ dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng để thực hiện theo Nghị định số 10 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, đối với xe ô tô dưới 9 chỗ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1 tháng 4, nếu có nhu cầu thực hiện các loại hình xe taxi thì phải xin cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định. Các xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe hoặc niêm yết từ cụm xe taxi trên kính phía trước và kính phía sau xe. Quy định này được thực hiện với cả taxi công nghệ Grab, Be Fast Go và taxi truyền thống. Hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu 12 x 30cm. Trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có trên 70% tổng thời gian hoạt động trong một tháng, tại địa phương nào thì phải thực hiện cấp phù hiệu địa phương đó. Theo phản ánh của nhiều người dân, từ nhiều ngày qua trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, bụi lại xuất hiện, bám nhiều trên xe ô tô, nhà cửa, gây ảnh hưởng tới đời sống dân sinh. Chiếc ô tô này được đưa đến để lau rửa lớp bụi bám trên xe. Theo anh Lê Thế Linh, chủ cơ sở cho biết, từ khoảng vài ngày nay, trung tâm thường xuyên tiếp nhận những chiếc ô tô bị bụi lạ bám nhiều trên xe. Lớp bụi này rơi xuống xe ô tô thì bám rất chắc, đặc biệt không thể rửa được bằng nước hoặc chất tẩy rửa thông thường mà phải tẩy rửa bằng chất chuyên dùng. Khi khách hàng đến trung tâm của tôi để chăm sóc xe, thì người ta sẽ phát hiện ra là trên xe là có một lớp bụi trắng. Và tất nhiên là thái độ khách hàng người ta cũng chưa biết giải thích là lý do làm sao, nhưng mà người ta cũng rất là bức xúc, tại vì là người ta chỉ nói rằng là cái không khí của thành phố Tuyên Quang bây giờ là quá ô nhiễm. Theo các chủ xe ô tô và các xưởng gara ô tô thì hiện tượng xe ô tô bị bám nhiều bụi lạ đã diễn ra từ nhiều ngày nay. Các xe bị bám bụi nhiều đều là các xe để ở ngoài trời. Mình làm lâu năm rồi ấy, thì mình cũng nhận định đây là cái bụi xi măng. Ngoài thiệt hại về tài sản, người dân cũng lo lắng về sức khỏe của bản thân khi hít phải loại bụi trên. Ngày hôm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 127 gửi Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang. Tổ công tác đã yêu cầu công ty báo cáo công tác vận hành các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy từ tháng 12 năm 2019 đến ngày 7 tháng 2 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, do diễn biến thời tiết khắc nghiệt, mưa nhiều, khiến nhiều vườn cam trên địa bàn tỉnh Hà Giang rụng nhiều, ước tính khoảng 30% sản lượng. Điều này đã khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn, ghi nhận tại huyện Bắc Quang, địa phương trồng cam lớn nhất ở tỉnh Hà Giang. Cam rụng, cam đang rụng.
đó là thực trạng chảy nước mắt của người trồng cam xã Tiên Kiều trong những ngày vừa qua. Trồng cây cả năm, đến ngày hái quả thì gặp thời tiết bất lợi, khiến quả rụng, nên người nông dân lại phải tự tay nhặt từng quả cam mang đổ đi. Vườn nhà em thì năm nay thì em nhận định thì nó khoảng tầm độ 130 tấn, chứ bây giờ nó rơi đi mất chắc đi một nửa, nhưng mà với cái đà này nó đang rơi bụp bạp kiểu này ấy, thì nghĩ không biết nó còn được bao nhiêu thì cũng chưa biết được, cũng chưa nói chắc được cái gì. Bây giờ gia đình nhà tôi thì cũng đấy là cũng nhờ anh em về hộ đào những cái hố để chôn những cái quả cam nó rơi rụng xuống dưới đi, không mình không vứt xuống khe đi thì nó chảy ra môi trường đấy, thì ảnh hưởng môi trường cho những cái hộ khác ở dưới nguồn của mình. Còn theo ông Hoàng Quyết Thắng, một người đã có kinh nghiệm trồng cam lâu năm cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, mưa diễn ra liên tục đã khiến cho trái cam tích đầy nước, vỏ mỏng ra. Chính điều này khiến cho nước mưa thấm vào trong quả. Bên cạnh đó, độ ẩm thấp giúp cho nấm mốc phát triển. Những điều này đã khiến cho các quả cam rất dễ bị nhiễm nấm mốc, sau đó gây thối quả. Mưa axit cho nên là nó gây nấm mốc trên quả cam, cho nên là nó thối từ trên cây. Để xong nó mới bắt đầu rụng xuống thì trong cái thời điểm này thì riêng hợp tác xã chúng tôi và riêng bản thân gia đình này cũng thiệt hại được quá nhiều. Thì so với lúc ban đầu thì nó phải thiệt hại tầm đến 30-40% quả trên cây. Theo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, tổng sản lượng cam của toàn huyện năm nay ước đạt 40.000 tấn, sản lượng đã tiêu thụ trên 16.000 tấn. Hiện nay đang là thời điểm chính vụ thu hoạch cam sành Hà Giang. Tuy nhiên, trong 5 ngày trở lại đây, tại các vựa cam của huyện như Tiên Kiều, Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc, do gặp thời tiết bất lợi nên cam rụng rất nhiều. Khó khăn của người trồng cam năm nay là thứ nhất là cây mức tiêu thụ nó quá chậm. Thứ hai, do thời tiết mưa nhiều, kéo dài. Do vậy là từ ngày 8 tháng 2 trở lại đây thì cam rụng cũng tương đối lớn. Thế đến tính đến thời điểm hiện tại thì cái mức tiêu thụ là mới chỉ đạt khoảng độ 30%. Thế qua kiểm tra thực tế thì cái thiệt hại do cam rụng là nó khoảng độ 30% nữa. Cũng theo dự đoán của người trồng cam, trong những ngày tới nếu thời tiết nắng lên thì hiện tượng cam rụng quả sẽ giảm xuống. Tuy nhiên nếu thời tiết tiếp tục mưa, độ ẩm thấp thì hiện tượng cam rụng sẽ còn tiếp tục diễn ra. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến người nông dân trồng cam. Thưa quý vị và các bạn, thay cho việc trồng cây tạp, cây cho giá trị kinh tế thấp, vợ chồng ông Đặng Văn Đức ở thôn Vân Đài, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã cải tạo diện tích vườn để trồng cây giống ăn quả, tận dụng lợi ích mạng xã hội để giao thương. Sự thay đổi đó đã giúp cho gia đình ông có cuộc sống thêm khấm khá, cũng là điển hình cho các hộ nông dân có thể học tập, làm theo. Tính đến nay, ông Đặng Văn Đức đã có 20 năm gắn bó với nghề ươm cây giống các loại cây ăn quả. Nhận thấy tiềm năng của nghề ươm cây giống, năm 2010, ông Đức bàn với vợ thuê thêm ruộng, mở rộng diện tích nhân giống cây ăn quả lên hơn 1,5 mẫu. Thế nhưng trên toàn bộ diện tích đó, ông Đức đầu tư ươm một loại cây, đó là cây hồng xiêm. Ở Khoái Châu, ở Hải Dương hay một số vùng, người ta chỉ giỏi làm cái cây giống, cây có múi, thế chưa quen với cái kỹ thuật làm cái cây hồng xiêm này. Thế là cho nên là cái lượng cây này nó thiếu hụt, thế mình đi vào sản xuất cái cây hồng xiêm này. 5 năm nay, ngoài những khách hàng quen thuộc, ông có thêm những khách hàng mới từ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá giới thiệu sản phẩm. Ông Đức thành lập trang Facebook, Zalo, thường xuyên đăng tải thông tin và hoạt động sản xuất của nhà vườn để khách hàng biết đến và tiện liên hệ. Trước kia ấy, thì ghép được cây ấy, thì chủ yếu là mình cũng chở xe tải đi chào hàng ở các nơi phải trực tiếp. Nhưng gần đây có các mạng xã hội thì đứng ở nhà là quảng cáo trên các mạng xã hội. Thế thì đại lý ở các tỉnh họ đánh ô tô tải về tận nơi họ lấy. Với diện tích hơn 1,5 mẫu, trung bình mỗi năm, vườn ươm của gia đình ông Đặng Văn Đức cung cấp ra thị trường 25 vạn cây giống với giá bán mỗi cây là 16.000 đồng. Trừ các khoản chi phí, gia đình ông Đức thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, một con số mơ ước với nhiều nông dân hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.